Mình giới thiệu về bản thân xíu đi cưng. Dạ xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Bông và bạn nam bên kia. Con tên là Phạm Thị Thanh Hiền. Năm nay con 23 tuổi và hiện tại con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu logistics ạ. Ở quận mấy? Dạ hiện tại con đang ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, rồi dạ. Hiền là quê ở đâu? Dạ quê con sinh ra ở Bình Dương ạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hình Vân. Em tên là Trình Đình Cường, em sinh năm 1995, năm nay 26 tuổi, làm kỹ sư điện lạnh cho công ty Nhật ở quận 1. Công ty chuyên thi công các nhà xưởng của Nhật, làm việc tại ba tỉnh Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai. Em quê ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi Hiền. Dạ, về ưu điểm của con là con rất là hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát trong mọi công việc. Con luôn cố gắng giúp cho mọi người xung quanh vui vẻ, giúp mọi người cười thật nhiều, tại vì cũng lan tỏa năng lượng là cái sự tích cực mọi người ha. Dạ. Con có yếu điểm gì không? Dạ, yếu điểm của con là con rất là đản trí hay quên. Gần nhất của con là con quên điện thoại ở công ty và con không hề nhớ, con phải nhờ một chị trong công ty gần đó mang. Con không có nhớ là con quên ở công ty luôn. Dạ đúng rồi, con rất là hay nói nhanh, con sợ người ta không bắt kịp được cái nhịp nói của con. Rồi mời bạn nam. Trước tiên em xin nói về ưu điểm của em. Em không hút thuốc, cũng không chơi game gì luôn. Nếu mà trong cái lúc mà công việc bị stress nhiều quá hoặc là một áp lực nào đó thì em chỉ thích chơi trò chiếm hoa quả hoặc là bán gà thôi. Cũng có nhậu nhẹt nhưng mà chỉ nằm trong mức là chỉ giao lưu với bạn bè và đồng nghiệp công ty. Em biết nấu ăn, biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe người khác. Bên cạnh đấy thì cũng biết chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông thì chơi cũng khá rất là ok. Ngoài ra thì biết đá bóng. Có tật xấu gì không? Thì em hơi nóng tính. Mình có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dài nhất là 2 năm ạ. Tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên là lúc học cấp 3. Lúc đấy là đang lớp 12, em thi đậu đại học. Còn bạn nữ thì đi Bắc Ninh làm. Sau đấy thì bạn cưới chồng. Bây giờ cũng hay quên rồi. Còn mối tình thứ hai là lúc em đang học sinh viên năm 3. Quen cô ấy người Khánh Hòa. Dù cái địa lý xa quá đúng không? Vâng, xa quá nên gia đình em cũng cố gắng ở lại học thạc sĩ ở lại trường Nha Trang dạy. Nhưng mà dù cô ấy đi thực tập rồi một số vấn đề khác thì quên người khác. Rồi, mời nhà gái. Con có mấy mối tình rồi? Nếu như mà tính đơn phương là một mối tình thì con có hiện có 2 ạ. Mối tình đầu tiên của con là vào cấp 3 là con chỉ đơn phương người ta nhưng mà tận 2 năm rưỡi luôn. Trời ơi, đơn phương 2 năm rưỡi luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai của con thì nó rất ngắn ngủi. Rồi con tìm hiểu thì 1 năm nhưng mà khi tiến vào mối quan hệ tìm hiểu sâu hơn thì là tụi con chỉ quen nhau được tầm 4 đến 5 tháng thôi. Là dạ. Chia tay luôn. Thấy không hợp phải không? Dạ không hợp. Thôi giờ mình bỏ qua mấy mối tình cũ đi ha, giờ làm mối tình mới. Rồi chào. Dạ con chào chú. Tình nữa ha. Giờ con còn trẻ, mới 23 tuổi thôi. Dạ. Mình định chừng nào sẽ kết hôn nè? Do là con muốn tập trung cho sự nghiệp và con cũng muốn ở lại người bên kia là vững vàng về sự nghiệp. Cho nên là con muốn tìm hiểu thật kỹ nữa. Cho nên tầm 2 đến 3 năm. 2-3 năm. Con muốn một mẫu hình lý tưởng về một người chồng tương lai phải như thế nào? Con nói về bạn trai lý tưởng của con trước. Con rất là mê anh Đoàn Văn Hậu, cầu thủ bóng đá của Việt Nam mình. Đây, đá bóng cũng hay lắm. Ảnh cao, thân hình rất là vừa vặn. Con hy vọng là bạn trai của con làm có chí cầu tiến trong công việc. Đó là điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là anh nó hiền, không hút thuốc rượu thì cũng, nãy con có nghe anh bên kia nói là anh cũng có uống nhưng mà trong mức cho phép thì cũng được. Cờ bạc thì không cờ bạc luôn. Mình đây chỉ chơi game cá bắn cá này kìa. chém trái cây này kìa ha. Dạ. Dễ thương lắm. Còn người chồng lý tưởng thì hiện tại là con thấy là có như là ông Cao Thắng chẳng hạn, là một người chồng rất rất là lý tưởng cho tất cả các chị em phụ nữ, tại vì yêu thương vợ và lúc nào cũng bên cạnh vợ khi vợ cần hết trơn. Rồi để coi mình có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của nhà gái. Em cảm thấy là em đạt đến 80-90%. 80-90 gần ha. Rồi coi xem đấy, nhà trai tao cũng đá banh hay lắm mà, đừng giỡn con nha. Con muốn nhà trai là cao 1m bao nhiêu? Dạ trên 1m7 ạ. Trên 1m7 đúng dạ, không? Dạ con muốn cải thiện chiều cao cho con cái con sau này. Con cao mà, con cao 1m bao nhiêu? Con cao tầm 1m6. Con 1m6 đúng không? Dạ. Chào cưng. Con chào con chị em anh. Thế cưng cao bao nhiêu nào? Dạ em cao 1m65 ạ. 1m65. Dạ. Bên đây 1m6 thôi cũng được, 1m65 cũng được đi. Dạ cũng được. Giờ em mong muốn cái người bạn gái hay sao nè? Em luôn luôn đơn giản và muốn bạn gái của mình là đơn giản,
biết quan tâm chia sẻ và lắng nghe em. Thế như mình có thể là làm một cái người chồng giống như ông Cao Thắng được không? Em thì sống rất là tình cảm và nhẹ nhàng, cũng ga lăng. Vì em là trai kỹ thuật mà, bao nhiêu người nói là trai kỹ thuật là khô khan. Mà em rất là nhẹ nhàng và tình cảm, luôn luôn hướng về gia đình. Ai cũng vậy, cũng mong đến một cái hạnh phúc của vợ, của con để xây đáp cho gia đình hết. Hình tượng của bạn nữ, ông Cao Thắng này em có thể thực hiện được, có thể nuôi ở trên đây. Nhưng mà cái lúc mà hành động thì chắc chắn là có thể vượt hơn được. Ví dụ 80% thì có thể em làm được khoảng 90%. Trời, tin chưa, thấy chưa? Rồi còn bây giờ cái tiêu chuẩn của người yêu của người bạn trai là giống như là cầu thủ Đoàn Văn Hậu thì em thêm được bao nhiêu phần trăm? Em cũng rất là thích xem đá bóng, từ đội Việt Nam đá cho đến Ajo bây giờ. So với Đoàn Văn Hậu á thì em cũng đá bóng cũng rất là nhiều, nhưng mà không thể nào mà bằng những cầu thủ quốc gia được, vì mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau. Ví dụ làm cho cuộc sống này mát hơn thì tìm đến kỹ sư Điện Lạnh Cường, còn đi đá bóng hay thì lại tìm đến Đoàn Văn Hậu. Dạ. Em tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào? Qua cái giọng nói của bạn nữ bên đây thì em tưởng tượng bạn nữ này rất là dễ thương và cũng rất là xinh xắn. Cái rào mà mở ra là em phải nói liền xem là có giống như cái sự tưởng tượng của em hay không nha. Dạ nha. Rồi, mở rào. Anh trời, dạ, nay đến chương trình có tặng em một bó hoa. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Rồi, em cảm ơn. Quay cái mặt hoa ra ngoài cho đẹp kìa, trời ơi. Cái cuốn sách cái gì vậy dạ, con nói cho anh nghe. Dạ, dạ, trong một phút rất là nhanh. Con hy vọng là sau này con chắc chắn anh sẽ cần tới là cuốn sách 100 cách dạy con cho những ông bố và bà mẹ bận rộn. Và con tin chắc là sau này anh sẽ rất là cần thiết đến nó để mà nuôi dạy con của mình. Ở đây đi, ngồi nói chuyện đi. Dạ, em chào anh. Anh chào em. Hôm nay anh rất là vui mừng khi được lên chương trình này. Anh cũng chờ đợi rất là lâu rồi. Mỗi đợt Tết về anh cũng áp lực lắm. Về là khi nào cưới vợ, khi nào cưới vợ. Và gia đình các cậu mở thương như vậy. Với cái tuổi như anh thì 26, 27 á, thì anh đủ trưởng thành. Và công việc của anh hiện tại cũng rất là ổn định. Nên là anh cũng muốn là xây dựng một cái hạnh phúc. Ai cũng vậy hết. Với cái tưởng tượng của anh, anh thấy em rất là tuyệt vời. Anh cũng thích một người con gái. Anh hay nói đùa với anh em công nhân á, thích một người con gái múp như xe cúp. Thích một người con gái múp như xe cúp. Thì hôm nay như vậy là quá ok với anh. Em nói là em đang đi học hay là đang đi làm em nha? Dạ hiện tại em đang đi làm. À, thế dạ. Là em làm chỗ nào Bình Dương em? À dạ không, Bình Dương là em sinh ở đó đó thôi. Còn hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Gia đình em cũng ở đây luôn. Ở Hóc Môn đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở Bình Dương. Và Hóc Môn với Bình Dương không phải là khoảng cách. Khi mà mình đã quen nhau rồi thì sẽ luôn luôn sắp xếp công việc để dành thời gian cho nhau được. Anh thấy Bình Dương, Đồng Nai với Sài Gòn là nơi thích hợp nhất để anh phát triển sự nghiệp. Và anh muốn lập nghiệp ở đây. Trước giờ anh cũng muốn là mở công ty rồi. Mở công ty bán về đồ tư, vật tư điện lạnh em. Đấy. Bây giờ cảm nhận người đối diện với em thế nào? Dạ em thấy anh khá là thẳng thắn ạ. Nói về sơ về phía bên em ạ, do là em cũng khá là còn trẻ nhưng mà em không biết là anh muốn khoảng bao lâu nữa anh cưới vợ ạ? Cái khoảng mà cưới vợ á, anh rất là nghiêm túc cho mọi vấn đề. Thì chuyện tình cảm vậy, mình phải nghiêm túc và chân thành. Khi hai bên chân thành không lừa dối nhau gì nữa thì mình sẽ đến kết hôn. Anh vẫn sẽ chờ em được, em bảo 2-3 năm em mới kết hôn thì mình sẽ tìm hiểu 2-3 năm. Người con gái mà luôn luôn cảm giác khi nào an toàn và thấy hạnh phúc thì lúc đây anh xin được cưới em để em về làm một người vợ anh và người mẹ của con anh. Hiểu không? Dạ. Áp đảo liền đó bạn trai, áp đảo liền luôn. Ừ. Dạ, cho em hỏi là anh nghĩ sao về một người phụ nữ độc lập ạ? Độc lập hẳn về tài chính và cả về trong cách sống và suy nghĩ luôn ạ? Thế thì quá tuyệt vời em ạ. Từ nhỏ đến giờ anh cũng rất là độc lập vì gia đình anh làm nông mà, gia đình nông thôn á, nên là anh khi anh bước ra là bước ra đời anh cũng rất là độc lập về tất cả. Nếu mà em là một người độc lập như vậy thì quá tốt với anh rồi. Cho em hỏi là gia đình anh có kiên kỵ về con gái tuổi Dần không ạ? Tại vì em tuổi Dần đa số người ta thường nói là con gái tuổi Dần hơi bị cao số á. Đối với anh á và gia đình á, khi anh đã chọn người con gái anh thương thì bố mẹ sẽ đồng ý, vì người vợ đấy sẽ đi với mình suốt cuộc đời còn lại. Bố mẹ chỉ tạo điều kiện hết sức cho mình thôi, còn lại là người bạn đời của mình ở đây lại quãng đường còn lại, nên bố mẹ anh không có kiêng về cái vấn đề đấy. Chủ yếu là hai đứa trong quá trình tìm hiểu là tìm hiểu kỹ về nhau, không quan trọng về tuổi tác các bạn, quan trọng là mình có hợp hay không. Mà muốn hợp thì phải cố gắng từ anh và em, chứ đừng có bảo tán gái mới gặp mà bảo anh hợp với em là sai. Không có ai sinh ra trên đời này hợp nhau hết. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em khá là thoải mái, cho nên là miễn sao người đó thành thật chân thành với em là được. Em cũng không có ngại kiểu người đó ở xa hay ở gần, mà miễn sao người đó thông cảm và thấu hiểu cho em là được. Và cho em hỏi luôn, anh có hay ghen không anh? Em ví dụ như em đi lâu quá xong rồi anh nghĩ là em sẽ đang đi với một người chàng trai nào đó, hoặc là em đang đi với một người bạn, nhưng mà thực tế là em vẫn có kể cho anh về trước đó rồi. Anh suy diễn hay... suy diễn á. Dạ đúng rồi, suy tự bản thân mình suy diễn quá nhiều á, xong rồi diễn ra là việc ghen tuông á.
trong tình yêu á thì luôn luôn phải có ghen, ghen thì mới yêu được, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ. Đối với anh là như vậy. Trong công việc em cũng phải có bạn bè của em đấy chứ, thì anh luôn luôn tôn trọng cái điều đấy. Nghĩa là không đi quá giới hạn. Ví dụ em đi chơi với một bạn trai nào đấy ở một cái khoảng riêng tư của hai người thì chắc chắn là điều đấy anh phải ghen rồi. Cho anh hỏi luôn là cái tính chất công việc của anh á thì nó luôn có tiến độ, nhiều lúc á cũng có thời gian tăng ca, ví dụ 8-9 giờ anh ấy về được, thì anh cũng mong rằng là thời gian mà tiến độ nó gấp á, người Nhật người ta rất là uy tín, thời gian đó là phải bàn giao. Ví dụ tăng ca một tuần tiết ca liên tục vậy á, 8-9 giờ anh ấy về cũng luôn sẽ dành thời gian cho em. Cái câu mà suy nghĩ của anh là gặp nhau ít cũng được, miễn đừng có người thứ ba là được. Nên là em nếu mà thương yêu anh á thì hãy hiểu cho tính chất công việc của anh, và anh luôn luôn muốn là dành thời gian một cho vợ của người yêu mình. Em nói luôn là sau này do là em là con út, mấy chị em đa số là cưới chồng, em có hai chị và một anh, nhưng mà cưới chồng kiểu như cũng ở trong khu vực miền Nam thôi. Do là bố mẹ em cũng thích sự ấm áp á của con cái, đặc biệt con dâu con rể. Em luôn hy vọng là nếu như mà có thể thì em và người chồng tương lai của mình có thể gọi là về ở chung với bố mẹ em. Ở rể đó. Dạ. Là ở rể hay không? Dạ. Thì anh cũng không ngại về cái vấn đề ở dễ hay không ở dễ, nhưng mà khi mà chúng ta đến được với nhau á, đầu tiên thì chưa có thì chúng ta có thể ở trọ, xong chúng ta sẽ phấn đấu lên mua nhà đấy, rồi để thuận tiện cho cả hai đi làm. Em có ngại về vấn đề làm dâu không? Dạ không ngại về vấn đề làm dâu ạ. Anh cũng không phân biệt là nội hay ngoại gì đấy, cứ nói bảo con trai miền Bắc là gia trưởng, anh không hề. Mình phải sống theo hiện đại. Bạn này á, là bạn ấy không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà bạn muốn em ở rể đó. Giờ nói thẳng là vậy luôn đó. À. Tại vì nhà chỉ có mình bạn này thôi, thành ra bạn muốn em ở rể. Cái ý của bạn là như vậy á. Nếu mà không ở rể thì chúng mình cũng ở lại Sài Gòn, cũng ở cạnh gần với bố mẹ là cũng được đúng không? Ừ, dạ được. À đấy. Thích con trai, thích con gái đầu lòng. Mấy đứa đã. Em cho anh nói trước ạ. À nha, con trai con gái đầu lòng cũng được. Anh nghĩ là nên sinh hai đứa, hai gái cũng được, hai trai cũng được, hoặc một trai một gái cũng được. Còn đối với em thì như thế nào? Đối với em thì em cũng chỉ cần dù gái hai trai chỉ hai là đủ. Dù con đầu là con gái hay con trai, em đều đón chờ. Tại vì thực ra đó là dù là con gì cũng là con của mình. Nhưng mà em cũng vẫn hy vọng nhiều hơn một tí về con gái. Tại vì em thích làm điệu cho đứa con gái đó, đứa con gái của mình. Hoặc là khi mà con mình lớn lên sẽ chăm sóc cho đứa em trai hoặc là đứa em gái sau này của mình. Đúng không? Vì vậy mà em về đội của anh là hợp lý luôn đấy. Anh rất là thích chị con luôn. Đi làm về sau một ngày mà cố vợ rồi cố con ở nhà là một cái động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, có một mình cố vợ cố con đi thì mình có động lực hơn em ạ. Rồi bây giờ trước khi bấm nút coi người thân đi. Ta nghe ý kiến người thân. Chào anh Hiền Linh ạ. Và chào chị Hồng Vân ạ. Tôi là mẹ của cháu Cường ạ. Và bố của cháu Cường ạ. Thì cháu Cường có tham gia chương trình Mẹ Muốn Hẹn Hò. Vì dịch bệnh cho nên bố mẹ không về được ạ. Thì tôi nhờ chương trình giúp đỡ cho cháu ạ. Cháu lên đây cũng là gặp được một cái duyên ạ. Thì cháu Cường cũng là một người buôn quen hiền, hữu hảo và biết nghe lời, biết lắng nghe ạ. Cháu cũng đã học đại học. Thì cháu ra trường, chờ công việc của cháu ổn định. Bố mẹ cũng mong ước là buôn lấy vợ để bố mẹ còn khỉ, để bố mẹ đỡ làm cho con ạ. Bố mẹ cũng mong ước là tìm một cô con dâu nguyên hiền và biết từng đối ngộ đối huệ lên chương trình thì cháu gặp được một cái duyên thì dễ cho các cháu tìm hiểu và tiến tới xa hơn ạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào hai em xin duyên dáng dễ thương. Tôi là mẹ của cháu Hiền. Về cháu Hiền thì cháu rất là ngoan ngoãn, thật thà và vui vẻ, nhưng đôi khi cháu cũng rất hay vụng về và hay quên. Rất mong con gái tôi gặp được một người bạn trai tốt, lo và thương yêu con gái tôi. Mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình cho ngay cơ hội ở nút bấm đó. Nếu không thấy cảm giác rung động, không phải là người của mình, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tất cả đều bấm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ các bạn có thể nắm tay để chính thức hẹn hò với nhau. Bạn trai cảm giác thế nào? Ôi, cực kỳ ấm áp luôn. Đúng rồi, một nữ còn lại của em luôn đấy. Và bạn gái? Dạ, anh rung quá, anh lạnh nhất. Anh gặp anh ngắt rồi. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa.
Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn.